hôm nay là mình sẽ nói về chủ đề là bảy đường bét bảy đường bét này thì sẽ là như thế nào đây là cái tóm tắt của bảy đường bét đó là như này chữ b là bét còn chữ x là check thì có là bét check check bét bét check bét 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 trách, bét check bét check bét trách, bét check bét check và check check bét là bảy cái đường bét cơ bản nhất mà mỗi người cần phải nắm rõ hiểu rõ thì hôm nay anh sẽ đi vào phân tích bảy cái đường bét này để mọi người biết rõ hơn về những cái từng cái này là như thế nào. Tại sao là mình phải chú ý đi đến tám cái đường này? Thứ nhất là để các bạn bắt đầu nghĩ theo rank, tập cái thói quen là nghĩ theo rank. Chẳng hạn như là thay vì là chỉ nghĩ là à ở đây mình cầm top e mình bet, à, ở đây mình cầm hai đôi mình bet, à, ở đây mình mua thùng mình bet kiểu vậy. Không không chỉ nghĩ cái đấy mà mà còn nghĩ là ở uh, ngoài cái hen này ra còn những cái hen gì mà mình cũng sẽ bet với cái line này. Vụ đang ở trên shop thì bạn nghĩ ở uh, ngoài hen này ra thì có những hen gì mình cũng sẽ c bet hay là ở thơn các bạn đi check check ở flop rồi thơn các bạn đang nghĩ đến chuyện à ở đây có mình đang muốn muốn bet ở thơn này thì các bạn cũng phải nghĩ thêm một chút là ngoài hen này ra còn những hen gì khác mà mình cũng sẽ là check flop rồi bet thơn còn hen gì khác mà mình sẽ là bet check bet hen gì khác là mình sẽ check check bet kiểu vậy luôn luôn hình dung được trong đầu ranh bài của mình những hen gì là mình đang thể hiện ở đây nó sẽ giúp các bạn là đánh tốt hơn tại vì nếu mà các bạn đánh với các bọn fish bọn đánh kém thì không nói gì rồi gọi đánh kiểu gì mà như là cũng sẽ dễ ăn nó hơn nhưng mà nếu đánh với những người đánh giỏi thì người ta cũng sẽ biết đọc đọc bài đọc được bài của bạn đúng không? thấy bạn uh, check flop hoặc là bet rất là lớn ở thơn hay là như nào đấy họ cũng có ý tưởng có ý... đọc được một chút là đoán được cái ranh bài của bạn thì các bạn cũng phải biết được là trong mắt đối thủ mình đang cầm dạng bài gì em mình biết được như thế thì mình mới tự nhiên muốn bắt thì mình nghĩ được là à cái câu chuyện bắt này của mình có hợp lý hay không tại vì liệu có hand value nào thì có hand value nào mà mình sẽ bet theo cái line này không chẳng hạn như có một số bạn là ra flop mà cứ, cứ hit top pair trở lên là là đã bet rồi ở đây bạn lại đi check đến thơn có đường một con blank con hai hai rô gì đấy có đường mua thùng dĩ nhiên lại thấy bạn lao ra bet bet rất là mạnh thì đối thủ sẽ nghi ngờ ngay tại vì đối thủ biết là bạn là một cái thằng mà nếu mà cầm bài mạnh ở trên thì đã là bet trên flop rồi mà đây lại đi check flop mà thơn tự nhiên ra một con khả năng cao là chẳng chẳng liên quan gì mà lại mà lại bet thì chắc là thơn bạn có được mua rồi bạn đã bắt đầu là đi đi block ở thơn rồi kiểu thế nó bắt đầu đọc được bài bạn nếu mà tự bạn cũng đọc được bài của mình tự bạn cũng nhận ra được cái chuyện là uh, ranh bài mình đang thể hiện là với cái line này với cái đường bet cho đến thời điểm hiện tại là mình đang dùng cái đường bet như thế này thì những hèn dạng như thế nào là những hèn mà mình sẽ sẽ dùng cái đường bet này thì bạn sẽ kiểm soát được cái cái bet cái line của mình tốt hơn cái cái ranh của mình tốt hơn và nó cũng giúp bạn có một cái gọi là ở bất cứ line nào, ở bất cứ đường bet nào, ở bất cứ thời điểm nào, các bạn cũng có bluff. Chuyện gọi là để mà ở bất cứ thời điểm nào mình cũng có bluff là một cái cực kỳ quan trọng nếu mà các bạn muốn đánh với những người chơi giỏi. Gần như là cái chiến thuật của thằng DocWall là thằng sáng lập viên của Trang UpSwing, cựu số một thế giới đánh hết giáp đấy mà vừa mới thắng Daniel Negano đấy. Cái chiến thuật của thằng đấy có thể gói gọn vào một cái câu như thế là làm thế nào ở bất cứ line nào mình cũng có bluff. Như vừa rồi các bạn thấy mình liệt kê ra 7 cái live bet đấy. Không tính cái live thứ 8 mà check-down không có best gì cả thì 7 cái live kia bất cứ live nào mình cũng phải liệt kê ra được. Dạng bài gì mình sẽ plug ở đây. À uhm, thực ra dạng bài value để mà value ở đây thì dễ lắm. Đúng không? Các bạn sẽ dễ tìm ra hen value lắm ăn hit set thì bạn value thôi. tự chẳng cần ai phải nói với bạn tự bạn nhìn thấy à bài mình mạnh mình best. Nhưng mà nghĩ sao được lắp thì khó, thì khó hơn. Dù ở live nào mình cũng phải có bluff tại sao như thế là bởi vì có rất nhiều bạn không nghĩ được cái đấy các bạn sẽ nghĩ nhiều bạn là cũng như là cứ có đường mua bán gì đấy cứ có mua thùng cứ có mua sảnh cứ có một chút đường mua bán gì cứ có bài cứ cầm bài yếu gì là lắp 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 ở ngay trên flop hoặc là ngay hoặc là thơn gì đấy rồi thì chứng tỏ nếu mà các bạn check là các bạn toàn là có bài có showdown value thôi toàn là hit được đôi hay là hay là đang slow play đang bẫy đang trap gì đấy thôi thì có nghĩa là nếu mà bạn check flop rồi lại bet thơn thì đối thủ có thể dễ dàng phô những cái bài về đi bắt bluff đấy. Chẳng như là ra mặt flop mà có con át át gì đó chẳng hạn, mà bạn là người mà cứ cầm bài yếu nào là cũng mượn con át để mà si bét trên flop rồi, thì bạn mà check ở flop thì chứng tỏ bạn hoặc là đôi ca đôi quy hoặc là kiểu hit mid pair hoặc là kiểu át nhỏ gì đấy check control kiểu vậy, hay là đôi át top top set gì đấy check slow play thôi. Đấy, kiểu thế thì đối thủ sẽ đọc được là à thằng này ra flop mà nó lại không mặt áp mà nó lại không si bet thì nó có soda value rồi thì đến thơn mà nó bet thì chắc chắn là mình cầm đôi đôi ba chẳng hạn thôi mình chả cần bắt lắp làm gì nó chắc chắn nó cầm đôi ca đôi quy hay là hay là h hai hay là gì, gì, đấy rồi đôi hát tốc xét gì đấy rồi thôi mình chả chả cần phải phải bắt lắp gì cả hay là uh, có một bạn hôm vừa rồi vừa mới vừa mới post một cái hen mà bạn ấy cầm hit hit set 10 mà bạn ấy mặt át 10 gì đó mười 15 hay cái gì đấy mà ba bet pot bạn côn cú ba bet của đối thủ trước flop đấy uh, xong rồi bạn ý check đối thủ check theo thơn ra một con blank bạn đi nhào ra bet thì đối thủ lại raise thì đấy là và bạn đi đọc luôn là đối thủ cầm đối át đấy thì đấy là một cái ví dụ mà của một cái người chơi kém nghĩa là đối thủ là một người chơi kém ở đây cũng không thực ra nói là đối thủ chơi kém thì cũng không hẳn nhưng mà nhiều người chơi kém sẽ bị đọc được rất dễ như thế là bởi vì là ra mặt át xx át mười năm mà nó lại không cbet. Mà tốt như thế mà nó lại không cbet thì chứng tỏ đấy, chứng tỏ nó có đa value rồi. h 2 s 3 gì đấy hay là đôi hay là hay là đôi K đôi quy hay là đấy top set hoặc là middle set có thể nó cũng là set 10 chẳng hạn đấy đi. Nhưng mà đến thơn ra con blanh mình bet mà nó lại raise thì rõ ràng là đôi K đôi quy nó đi raise làm gì đúng không? Hay A2 nó raise làm gì? Rõ ràng là nó chứng tỏ nó đang um, bài monster bài top set hay là gì gì đấy rất là mạnh mà nó bẫy mình trap mình ở ở ở, ở flop rồi thấy rất nhiều bạn sẽ bị mắc cái đấy hay là những cái bạn mà check flop check turn rồi river bet dùng cái line, check check bet ấy. gần như chắc chắn là bạn ấy đang thin value bet một cái đôi gì đấy rồi chứ còn nếu mà bạn ấy mà mua bán gì đó thì bạn đã bet bén nó ở các phòng trước rồi vậy thì mình sẽ không cần bắt lắp nữa chẳng thế có nghĩa là rất nhiều người không không nghĩa là các bạn sẽ nghĩ đến chuyện là bảo vệ rank bằng cách đưa những hand value vào những cái like khác nhau đúng không nhưng mà nhiều bạn lại không nghĩ đến chuyện là đưa được block vào nhiều cái line khác nhau dù ở line nào dù ở cái đường bet nào mình cũng phải có block thì mới đưa được đối thủ vào tình huống khó chứ còn nếu mà đối thủ luôn luôn đọc được à thằng này bet cái line này nó mạnh lắm nó rất là khỏe toàn value thôi thôi thì nó cứ phấu hết đối thủ cứ phấu hết đi đối thủ cần gì phải phải bắt lắp mình làm gì nữa thì mình lại không value được nó đúng không? muốn đánh giỏi nhất là đụng với cả những người chơi giỏi Và bạn muốn muốn đối phó được những người chơi giỏi bạn phải đưa được block vào tất cả các like của mình bất cứ tình huống nào mình cũng phải có lắp ngoài ra thì cái việc mà nghĩ theo những cái line này ấy, cũng sẽ giúp các bạn gọi là tính trước một bước nghĩa là ngay từ trên flop đừng có chỉ là nghĩ là à bài này mình sẽ cbet trên flop hay là mình sẽ check ở flop mà các bạn phải nghĩ ngay là à bài này mình sẽ đưa nó vào cái line là bet bet check chẳng hạn như nếu bạn cầm một cái bài là top pair cái cờ nhỡ nhỡ chẳng hạn các bạn có thể nghĩ à mình sẽ đưa nó vào line bet bet check là mình sẽ bet flop bet hơn rồi check river nếu mà mà trừ khi là ra hit được hai đôi hay gì đấy thôi. Chứ còn đại đa số là bạn sẽ ngay từ đầu là đã có ngay ý tưởng là mình sẽ là bet for, bet better check river hay là bạn sẽ một vài bài là bạn ngay từ trên flop bạn sẽ nghĩ là đưa nó vào line là bet check check, mình chỉ chỉ bet một nhịp trên flop thôi. Nó mà côn được thì khả năng cao mình sẽ check hơn check river trừ khi mình nâng cấp được bài bài mình thôi. Kiểu vậy hay là một bài mua bán gì đấy nói chung bất cứ một bài gì là các bạn cũng có thể có ngay ngay từ trên flop đã phải nghĩ đến thế rồi. Ngay từ trên thơn là đã phải nghĩ là à bài này mình bet hơn với ý định là sẽ check, đưa vào nó vào online là check bet bet hay là check bet check hay là bet bet check hay, là bet bet check, hay là cái gì gì đấy cũng là nghĩ ngay ở ở thơn nghĩ ngay đến là river sẽ như nào và nghĩ luôn là ngay từ trên thơn bạn đang nghĩ nghĩ đến chuyện bet chẳng hạn thì bạn cũng nghĩ luôn là bet đây với ý định là ra con những con này thì mình sẽ là đưa nó vào online là bet bet check ra những con này thì mình sẽ ra đưa nó vào line là bet 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 kiểu thế hay là hay là ngay ngay trên flop tương tự là ngay trên flop cũng thế tức trước khi bet ở flop hay trước khi check ở flop là cũng nghĩ là à ra những con như thế này thì mình sẽ đưa nó vào like như like kia kiểu vậy ngay từ trên flop mình đã có một cái nhìn rất là tổng quan về toàn bộ cái game à, giống như là nhiều người mà chơi người, người giỏi người ta chơi cờ vua cờ tướng các thứ ấy. thì ngay từ nhìn đang ở thời điểm này người ta đã nhìn trước, nhìn xa đến khéo đến 10 cái nước tiếp theo rồi ấy chứ, đúng không? Thì ở đây poker cũng thế, nếu mà bạn đã chơi dập ở một cái đẳng cấp khá rồi thì ngay từ trên flop bạn phải nhìn sâu đến tận river rồi. À, tất nhiên không nhìn quá sâu sẽ có nhiều cái khác nhau, tự nhiên tự nhiên đối thủ lại overbet bạn hay là hay là nhất là multiway nó nó có rất nhiều thứ khác nhau. Thì bạn không nhìn nhất là nếu mà chỉ có 10 giây suy nghĩ 5 giây suy nghĩ thì chưa chưa nghĩ được quá sâu đâu nhưng mà ít nhất là cũng gọi là bắt đầu có một chút chút cái ý tưởng là à mình sẽ khả năng cao mình sẽ như này như thế kia Đấy, nghĩa là bắt đầu có một chút ý tưởng như thế cái này nó cũng sẽ giúp các bạn là uh, nếu mà các bạn ngay từ trên flop các bạn sẽ bắt đầu nghĩ trước một chút đến thơ nếu mà các bạn chưa quen thì tạm thời là trên flop nghĩ đến thơn cái đã thơn rồi rồi thơn mới nghĩ đến river kiểu thế chứ, chứ trên flop nghĩ đến river ngay thì có thể các bạn chưa chưa quen và tập nghĩ một chút như thế đã thì kể cả đánh mà thời gian ít ấy, sẽ nghĩ được nhiều hơn mà đỡ phải côn tham đỡ phải đỡ phải dùng tham banh hay là các thứ đỡ bị đưa vào tình huống khó tại vì ít khả năng đưa bạn vào tình huống khó lắm tại vì là bạn đã tính trước sẵn rồi mà đối thủ làm cái gì thì ra ra con gì ở thân ra con gì ở river thì bạn cũng đã tính đã đã có kế hoạch sẵn rồi nên nếu mà các bạn xem mình đánh thì sẽ thấy, thấy, ít khi mình dùng tham banh vẫn có vẫn có một vài tình huống khó thì vẫn sẽ dùng tham banh nhưng mà rất là hiếm vì là thường là do đã tính ngay từ đầu là ngay ngay trên phốp ngay trên thơ đã tính sẵn rồi ừ, tính sẵn một chút rồi à, là, mình sẽ đưa nó vào dạng bài vào cái like như thế nào rồi hay là đọc bài đối thủ thế ừ, vừa rồi là mình nhìn từ góc nhìn của mình nhưng mà nếu mà mình nhìn sang đối thủ đối thủ đang dùng cái like như này đối thủ đang đang bét 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 thì nó, nó thể hiện nó là những cái dạng bài gì nó có thể là những bài value nào mà nó sẽ bét 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 những bài lắp gì là nó có thể là thể hiện ở đây hay là đấy hay nó là check check bet hay là check, check bet check hay là gì gì đấy là nó đang thể hiện nó là dạng bài như nào thì mình cũng có cái nhìn tổng quan được Nếu tập tập đọc bài theo rank như thế theo cái like như thế <laughs> thì mình sẽ sẽ hiểu được là khả năng cao đối thủ đang là, là, là bài như nào thì sẽ đọc được nó dễ hơn rồi một cái cần phải nói về cái chuyện là đơn giản hóa tại sao nhiều người lại muốn đơn giản hóa range bet các thứ đấy ra khúc ra flop mặc định là sẽ bet toàn bộ ranh hay là check toàn bộ ranh kiểu như thế là cũng sẽ giúp góp phần loại bỏ bớt một vài cái đường bet đi tại vì các bạn thấy ở đây là có 7 đường bet và 8 cái đường thậm chí là 8 có thể coi là 8 đường nếu có kể cả cái đường check down nữa đấy là 8 đường Phải chia hen thành 8 đường này thì đôi khi là hơi bị khó luôn thì có thể đơn giản hóa là rank bet toàn bộ bet toàn bộ hen trên flop hoặc là check toàn bộ hen gì đó thì các bạn tự nhiên là loại bỏ được một vài cái like nếu mà các bạn rank bet trên top thì tự nhiên các bạn loại bỏ được không phải nghĩ đến cái like check bet bet delay cbet nữa đúng không không phải nghĩ đến check bet check không cần phải nghĩ đến check check bet double delay cbet nữa các bạn chỉ cần chỉ còn lại bốn bốn cái like thôi là bet 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 check uh, bet check check và bet check bet thôi thì, uh, cũng 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 đỡ hơn đúng không thì thì nó sẽ chỉ cần tập trung vào nghiên cứu đánh thật tốt bốn cái like đấy thôi đỡ phải nghĩ ra đến tận 7 like, 8 like các thứ thì nó hơi bị hơi bị khó thì một phần cái lý do mà mọi người hay đơn giản hóa chiến thuật của mình cũng là để giúp mình như thế đấy là loại bỏ bớt nhìn một vài like đi mình chỉ tập trung vào một vài like cơ bản hay gặp đấy thôi và một cái nữa mà mình muốn nói đến là chuyện mở rộng nghĩa là cái bài hôm nay thì mình chỉ đưa ra cái đưa ra cái trường hợp cơ bản là đây bạn open bằng like, côn laptop nó nó đánh như thế thì và các bạn thấy toàn là mình bet thôi toàn là đối thủ như là cái cái bị gạo cho mình đấm thôi đúng không? mình cứ thoải mái mình đấm đối thủ chỉ, chỉ có đỡ thôi thì mình mình, mình dễ rồi thì chỉ có 7 hoặc là tám cái line này thôi nhưng mà trên thực tế thì nó sẽ có nhiều cái đối thủ đâu có chỉ ngồi không mà cho mình đấm đâu nó cũng sẽ đánh lại mình và nó sẽ có nhiều cái like khác cho nên sẽ còn nhiều like khác nữa chẳng hạn như bạn bet trên flop nhưng mà nó check ray mình thì sao hay là bet ở thân nó check ray mình thì sao thì mình lúc đấy mình sẽ bắt đầu có những cái like khác nữa chẳng hạn như là nó check ray mình thì mình có thể là ba bet lại nó hoặc là mình côn rồi mình lại ray cú bet của nó ở thân hay là gì gì đó hay là mà đối thủ đong bet đối thủ tự nhiên nhào ra đong bet hay là đối thủ hay là nếu mà mình check ở flop rồi thì chưa chắc mình đã được đã delay si bet nhỡ thân nó nhào ra nó bet nó prop bet ngay thân thì sao prop bet river thì sao À, chưa chắc mình đã được double đã được delay cb chưa chắc mình đã được double delay cb đúng không à, tại vì đối thủ có thể là tấn công lại mình hay là ví dụ như là vị trí nó khác đi mình không phải là có vị trí nữa mà là mình không có vị trí mình open thằng button nó côn ra flop mình check nhưng mà ra flop mình check không có nghĩa là mình đã được nhìn thấy thân luôn nghĩa bị nó start ngay ở trên trên flop thì sao mình phải mình phải chống lại cái đấy Nên nó sẽ phức tạp hơn nhưng mà buổi hôm nay thì mình chỉ nói về cái trường hợp cơ bản nhất đấy thôi bảy uh, cái line bet bảy cái đường bet cơ bản nhất này thôi uh, các đường bet khác thì nó cũng tương tự như thế các bạn cũng sẽ thấy phải thấy là dù là cái line nào dù là line check ray hay là ray là like prop bet hay don bet hay là bất cứ một cái gì thì mình cũng phải đợi phải cố gắng là đưa cả bài value lẫn bài lắp vào cả cái line đó và dù đối thủ dùng line gì thì mình cũng sẽ đọc cố đọc bài là những hen dạng như nào nó sẽ đưa vào cái line này và sẽ thấy là đấy sẽ có những cái line, line khác như thế nữa tổng kết bạn có thể học cách chơi poker từ cao thủ poker trên thế giới như Daniel Negreanu, Phil Ivey. Các khóa học bằng video phụ đề tiếng Việt tại đường link bài viết này, hoặc bạn có thể truy cập vào pokervietnam.net. Đừng quên bấm vào nút đăng ký chuông để nhận thêm những hướng dẫn về cách chơi poker nhé. Nếu như bạn có những câu hỏi hãy để lại bình luận phía dưới bài viết này.